Ông Kim Chánh Ân chụp ảnh cho các nữ phi công Triều Tiên. Nhà lãnh đạo trẻ Kim Chánh Ân đã đích thân cầm máy ảnh và ghi lại các khoảnh khắc của các nữ phi công đầu tiên của Triều Tiên trong khi ông có chuyến thị sát tại một cuộc họp diễn tập bay. Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên ngày 28 tháng 11 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân đã có chuyến thị sát một cuộc diễn tập bay của các nữ phi công đầu tiên của Triều Tiên. Nguồn tin trên cho biết là các nữ phi công đã thực hiện thành công các hoạt động cất cánh và hạ cánh trong cuộc diễn tập lần này. KCNA đã viết về nhà lãnh đạo trẻ, nói rằng ông rất vui lòng và hài lòng khi chứng kiến tài năng của các phi công và các chuyến bay dũng cảm của họ chỉ vài tháng sau khi ông chỉ dẫn huấn luyện họ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra tận đường bay để xem các màn huấn luyện của các nữ phi công. Ông Kim Chánh Ân bắt tay và trò chuyện với một nữ phi công. Ông Kim Chánh Ân thậm chí còn cầm máy ảnh chụp ảnh cho các nữ phi công. Nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm cùng với các nữ phi công.